bạn sẽ cho em một cái đám cưới thật là đặc biệt. Hay quá, đừng làm em bất ngờ nha. À mẹ đâu, anh muốn có gì đó thật là đặc biệt trong tối ngày hôm đó. Để em trên bảo lo. Để tụi em lo. Được, anh tin hai đứa bay. Đó hồi ấy nhưng mà khá ok. Khá ok, như vậy 8 đi. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường ta tìm em. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn. Ván bài này ta sẽ mất chẳng khi không đến bên nhau. Em có nhớ nơi này không? Em nhớ chứ. Nếu như với một hình mẫu như em á thì chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ quen, huống chi là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Sáng hôm nay, đôi bạn Thanh Dũng và Ngọc Trâm cùng với gia đình hai bên và bạn hữu đến nhà thờ Tân Định để cử hành phép chuẩn hôn phối. Em khác mọi người là coi như là em cực kỳ nó không gì đó nó rất là lạ mà nó khiến người ta cảm thấy là bị cuốn theo cái vấn đề đó, và cái đó là cái thôi thúc anh. Và từng ngày khi mà quen em, ở bên em, tiếp xúc với em thì anh cảm thấy là nó mới, cũng như là nó khiến cho cái cuộc sống của anh nó thú vị hơn, nó có nhiều điều để cảm thấy cuộc đời mình nó tươi đẹp hơn. Anh là Doan Bautista Lê Thanh Dũng, nhận em Đoàn Thị Ngọc Trâm làm vợ của anh. Em là Đoàn Thị Ngọc Trâm, nhận anh Doan Bautista Lê Thanh Dũng làm chồng của em. Và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Sau tất cả, em thương anh.